Bây giờ là 9 giờ tối ngày 6 tháng 12 năm 2023 và đây là cái sản phẩm của tôi đang cấp rút hoàn thiện cho các khách hàng ở trong tỉnh Bình Dương. Và khách hàng rất là trẻ tuổi đã sắm một cái combo rất là đẹp, một cái chiếc tủ rượu, một cái chiếc cái TV bằng gỗ mun này, hàng kệ cột nho cánh cong là thuộc phân khúc cao cấp nhất bây giờ, tất cả thêm một cái chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun này chúng tôi đang quay vừa nãy rồi, thì để kê trong cái sảnh lớn của anh thì nó là một cái bàn chủ tịch và chắc là nó là cái duy nhất ở trên thị trường hiện nay đặt riêng theo yêu cầu. Cùng với đó ở đây có những cái sản phẩm đồng hồ gỗ mun rồi cái phần tượng trang trí rất là nhiều, chúng tôi sẽ ghi hình để bác cùng xem và hy vọng là sẽ sớm được gặp quý vị anh chị trong những cái chương trình tiếp theo và gặp ở đây tại trực tiếp tại đồ gỗ Vương Thao tại làng nghề Bạn Điểm, Hà Nội. Xin chào các bác. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.